Ăn tối nha cả nhà. Hôm nay kiếm được cây cây đu đủ có lá ngon quá, tươi quá. Là một clip ăn lá đu đủ cho anh chị mình xem. Khá ngon nha anh chị nha. Nó rất là ngon chứ nó không có đắng đâu nha cả nhà. Mình ăn quen, mình biết ăn thì mình cảm thấy nó không có đắng đâu. Nó rất là ngon. Ăn cảm giác nó rất là ngon chứ nó không hề đắng. Tuyệt vời. Biết ăn lá đu đủ thì cảm giác ăn nó khá là ngon. Mời cả nhà ăn lá đu đủ nha. Ngon quá cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng bữa. Ở nhà xem cái lá đu đủ nè, xanh tươi luôn.